Kính chào giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ, kính chào cô. Dạ thưa giáo sư, thì câu hỏi đầu tiên là hồi tháng 6 vừa qua đó thì có tin là Việt Nam đã cho phép công ty Repsol tiến hành thăm dò cái lô dầu khí ở lô 1363 ngoài khơi Việt Nam, bất chấp luôn cả cái việc Trung Quốc phản đối. Thì đây cũng không phải là cái lần đầu tiên mà Trung Quốc phản đối và phải nhượng bộ như trước kia. Thì theo giáo sư, tại sao Việt Nam lại có quyết định như thế trong cái thời điểm này vậy? Cái điều hiển nhiên mà người ta có thấy rõ đó là Việt Nam muốn xác định cái chủ quyền của mình ở cái vùng mà họ bảo là của họ, mà Trung Quốc lại bảo là có cái phần vùng để tranh chấp cũng là của họ luôn. Đó là cái điều đầu tiên mình thấy. Điều thứ hai mình thấy mà mình phải đặt trong cái khung cảnh là Việt Nam trong những ngày tháng gần đây là một loạt những cái hành động để lôi kéo các cái công ty dầu ngoại quốc để khai thác dầu Việt Nam. Thí dụ như là công ty ExxonMobil của Mỹ, công ty của Ấn và công ty Repsol là của Tây Ban Nha. Và qua cái công ty đó đấy, cũng hy vọng là có sự ủng hộ của các nước kia đối với chủ quyền của mình ở vùng biển tranh chấp. Thế thì Việt Nam đã ký khế ước để cho cái công ty Repsol đó khai thác. Trong khi đấy thì Trung Quốc cũng lại ký cái khế ước để cho một công ty khác khai thác. Thế thì trong trường hợp này thì chúng ta thấy Việt Nam ra tay trước, đặt Trung Quốc đã sự đã rồi trước khi mà cái công ty mà cái ký ước với Trung Quốc có thể hành động được. Rồi cái thứ ba nữa, trong cái khung cảnh đó, khung cảnh gần đây là chúng ta thấy là trong các cái hội nghị quốc tế về Biển Đông đó, thì nhiều chuyên viên và nhất là các chuyên viên Trung Quốc cứ nhấn mạnh đến cái thái độ tương đối nghĩa là hợp lý của Trung Quốc. Hòa hoãn Trung Quốc, họ nói là Trung Quốc là cái đường lưỡi bò là có hãy còn mù mờ lắm, họ bảo ambiguity chưa rõ rệt. Rồi trong cái vụ mà Scarborough đó thì là phán quyết là Trung Quốc phải để cho những quốc gia khác, các nước khác được đánh cá trong cái ngư trường truyền thống của họ. Trong trường hợp đó, đó thì Trung Quốc đã làm đối với ngư dân của Phi Luật Tân và ngư dân của Việt Nam, thì điều đó họ theo những người này cho thấy là Trung Quốc một phần nào tìm cách để tuân thủ một phần nào cái phán quyết của tòa án đó. Vần về phía ngoài này thì chúng ta thấy là áp lực của các nước khác, nhất là trong trường hợp chúng ta thấy trường hợp của ông Nam Dương chẳng hạn. Ông tuyên bố cái vùng mà gọi là cái chủ vùng của ông có chủ quyền ở cái vùng Natuna Island đó, thì ông gọi là cái ông đặt tên đổi tên luôn. Ông là North Natuna, Beach. Trong cái khung cảnh đó đó mà người dấn lên mà Trung Quốc hơi lùi người dấn lên thì cũng có thể là Việt Nam muốn thử nghiệm xem là phản ứng Trung Quốc như thế nào. Dạ. BBC đó thì hồi đầu tuần này đó là cho biết là Việt Nam đã ngưng cái hoạt động là thăm dò bởi vì là cái sức ép phía Trung Quốc. Nhưng mà phía chính phủ Hà Nội đó thì cũng chưa có đưa ra cái lời bình luận nào. Trong khi đó thì Reuters đó, mới đây lại đưa tin là tàu của Repsol đó vẫn còn đang ở trong cái khu vực ở Biển Đông và có tin nói là Việt Nam sẽ nối lại các hoạt động thăm dò vào tháng 11 tới đây. Thì giáo sư có nhận định gì về những thông tin vừa nêu và liệu là khả năng Việt Nam sẽ tiến hành các hoạt động đó nữa hay không khi mà Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo? Cái thông tin rõ rệt nhất đó, là thông tin từ trong nội bộ của hãng Repsol. Thì họ nói là chính phủ Việt Nam yêu cầu họ ngưng khai thác. Thì cái chuyện đó có. Và cái sự kiện thứ hai chúng thấy là Việt Nam cũng đã, cái chuyện khai thác đã ngừng rồi. Bây giờ mình nhìn cái so sánh lực lượng giữa Việt Nam và Trung Quốc đó, thì chúng thấy trong cái vùng này, vùng bãi tư chính là Việt Nam ra tay trước mà. Trước kia là Trung Quốc hay là dân, Việt Nam phản ứng, bây giờ ông Việt Nam ra tay trước. Ông với Trung Quốc phản ứng. Thì ông Việt Nam ngừng lại. Trong tương lai đó thì là Việt Nam hiện nay ngừng lại nhưng mà Việt Nam chưa hề nói bỏ cái chủ quyền nói. Họ vẫn nói đó là chủ quyền của họ. Nhưng mà họ cũng như lần trước ấy, là cũng có những trường hợp mà BP chẳng hạn họ ngưng nhưng mà Việt Nam bỏ chủ quyền của họ cho dân họ tìm cách họ khai thác. Nếu như mà Việt Nam á, sắp tới đây mà vẫn cho diễn ra các hoạt động khoan dò và khai thác á, thì giáo sư là đánh giá thế nào nếu như mà có cái sự xung đột diễn ra trên Biển Đông giữa hai bên vậy? Thì tôi thấy cái triển vọng đó là tương đối nó cũng thấp. Cái trong trường hợp mà nếu mà mình ở Việt Nam khai thác mà Trung Quốc nó dọa như vậy đó, tại vì nó đã từng dọa với ông Tổng thống Duterte ở Phi Luật Tân rồi. Là nếu mà ông tiếp tục khai thác cái Recto, tái khai thác cái câu là chúng tôi sẽ tấn công ông. Thế thì cái ông Trung Quốc đã nói với ông đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc rằng là nếu các ông cứ khai thác ấy, thì chúng tôi sẽ tấn công các đảo khác của ông ở cái vùng Spratly đấy.
Thành ra dù rằng là không, Trung Quốc không có cái hành động mà có thể đưa đến cái mức độ chiến tranh đó, thì có thể làm những việc để cản trở Việt Nam lắm. Ông chuyên viên, ông giáo sư Cắc Tay ơ đó, ông đã liệt kê một loạt mà Trung Quốc có thể làm. Thí dụ như cắt dây cáp như người trước ông đã làm, hoặc là mang những cái tàu đánh cá của Trung Quốc ra với sự hỗ trợ của hải giám với hải quân để ngăn chặn Việt Nam là việc đó, hoặc là bắn súng dọa nạt chẳng hạn. Thì những cái chuyện đó là về Trung Quốc có thể làm để khiến Việt Nam không thể tiếp tục công việc của mình được. Dạ thưa, bây giờ Hòa Ái trở lại là trong cái trường hợp mà nếu như Việt Nam vẫn tiếp tục cho khoan dò và khai thác dầu khí, và nếu như xung đột xảy ra giữa Trung Quốc và Việt Nam, thì giáo sư có nghĩ rằng là sẽ có khả năng Hoa Kỳ và các nước trong khu vực sẽ can thiệp hay không? Cái khả năng can thiệp thì không có, và quân lực thì không có, nhưng mà sẽ có cái khả năng là phản đối bằng miệng và có những cố gắng để làm cho dịu cái tình trạng căng thẳng nó dịu xuống. Dạ. Dạ thưa, thì mới đây Philippines cũng nói là nước này sẽ sẵn sàng hợp tác khai thác chung với lại Trung Quốc ở Biển Đông, bất chấp thực tế là Phi đã từng phải hủy bỏ một cái thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với lại Việt Nam và Trung Quốc hồi năm 2007 ở Biển Đông. Thì giáo sư đánh giá về cái tình hình hiện tại, thì cái khả năng hình thành của một cái hợp tác tương tự như thế ra sao vậy? Về lý thuyết ấy, thì cái hợp tác để khai thác những vùng tranh chấp thì có thể được. Nhưng mà về trong thực tế ấy, thì việc thực hiện nó là rất là cực kỳ khó khăn. Trước hết là mình muốn nói khai thác ấy, thì là khai thác những vùng có tranh chấp. Mà hiện nay thì nước nào, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, thì đều đòi hỏi tối đa cái chủ quyền của mình. Thì làm sao để kiếm được cái vùng nào mà gọi là vùng tranh chấp, mà người ta chặn đặt tranh chấp để khai thác. Bây giờ thí dụ làm được vấn đề rồi đó, thì lại đặt một số vấn đề khác. Vấn đề là bây giờ làm sao để chia sẻ đồng đều, hay là một cách công bằng, cái việc mà cái quyền lợi, cái lợi ích của sự khai thác. Rồi về việc nghĩa vụ cũng vậy, ai đóng bao nhiêu, thì những cái đó là rất, những điều kiện tôi nghĩ là rất là cực kỳ quan. Cũng mới đây Trung Quốc và ASEAN đã đồng ý cho một cái bộ khung về bản thảo của bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là COC, thì để cho thế giới thấy được là họ có thiện chí với nhau. Thì mặt khác là đại hội đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 cũng sẽ diễn ra vào cuối năm 2017 này, và có những cái nhận định cho rằng là ông Tập Cận Bình đó, ông không muốn nêu cái vấn đề tranh chấp Biển Đông trở thành cái vấn đề quan trọng trong đại hội sắp tới. Thì liệu những cái yếu tố này nó có ảnh hưởng như thế nào đến những cái diễn tiến trong thời gian qua lẫn là trong thời gian sắp tới ở khu vực Biển Đông, thưa giáo sư? Câu trả lời ngắn là khó. Thế còn bây giờ nếu mà trong mình nhìn về những sự kiện thì mình thấy là trong những cái buổi họp về Biển Đông gần đây đó, nhất là cái buổi họp vừa qua đó, hội nghị vừa qua ở CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế, ngày 18 tháng 7 vừa qua đó, thì một số chuyên viên, nhất là các chuyên viên của Trung Quốc, có nhấn mạnh những sự kiện mà họ cho là không gây những trái trộn bừng, tức là có tính cách hòa dịu hơn. Về cái đường lưỡi bò đó, thì họ có thái độ là ambiguity, mù mờ, chưa định rõ. Thế thành ra điều đó có nghĩa là trong tương lai Trung Quốc có thể chuyển, nhất là họ đưa cái vụ trường hợp mà phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế mà quyết định là cái đường lưỡi bò nó không có căn cứ pháp lý đó. Thế rồi họ nói rằng là trong cái vụ Scarborough Shoal chẳng hạn, thì phán quyết nói là Trung Quốc đã vi phạm cái quyền đánh cá truyền thống của họ trong ngư trường đó, thì Trung Quốc đã để cho, dù vẫn canh giữ, nhưng để cho ngư dân của Phi Luật Tân và của Việt Nam mà đánh cá trong cái ngư trường truyền thống của họ. Từ điểm thứ ba mà cô nói đó, là đưa ra cái bộ quy tắc ứng xử, là cái bàn thảo đó về quy tắc ứng xử cho chúng là Việt Nam muốn tránh những cái trụ đồ của Biển Đông. Thì đó là những cái chuyện đó mà nó khiến cho sẽ thay đổi. Hiện nay Trung Quốc đang cố gắng chú trọng đến việc xây cái đường gọi là một vòng đai, một con đường đó, nhằm mục đích là phát triển Trung Quốc và đồng thời tăng cường uy tín của Trung Quốc. Thì những cái đó đấy thì cũng đòi hỏi Trung Quốc phải có một cái khung cảnh gọi là khung cảnh gọi là hòa bình và không bị người ta chống đối nhiều để thi hành. Thì hai cái đó đó cộng lại cũng cho thấy là Trung Quốc cũng là có yếu tố mà người ta có thể giảm được cái nguy hiểm ở trong Biển Đông. Thì đó những cái mà người ta đã nêu ra, ở trong họ nêu ra là từ Trung Quốc á, xây xong bảy đảo thì có xây dựng nữa đâu. Dạ thưa, cảm ơn giáo sư đã dành thời gian chia sẻ với lại quý khán thính giả của đài Á Châu Tự Do. Cảm ơn cô.
Kính mời quý vị và các bạn bấm nút đăng ký theo dõi ngay bên cạnh để nhận được cập nhật về tất cả các bản tin và phóng sự tại kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi các video của chúng tôi trên các phương tiện mạng xã hội như Facebook hoặc Twitter. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.